Cảnh sát Bruxelles thường chọn đêm thứ 6 hay đêm thứ 7 để chặn xe kiểm tra. Hôm sau là ngày nghỉ, nhiều người đi chơi đêm, uống bia, uống rượu. Chúng ta đang ở lối ra khỏi thành phố Bruxelles. Sẽ có nhiều người đêm nay vào trung tâm thành phố ăn uống, vui chơi. Và khi về phải đi xe qua đây để ra đường Vành Đai, sau khi có thể đã uống rượu. Hai làn xe bị dồn vào một. Cảnh sát đưa một thiết bị dò tìm hơi men trong lòng xe. Đây chưa phải là máy thổi. Và có hơi men trong xe cũng chưa chắc đã là do người lái xe uống rượu, mà có thể là do những người đi cùng. Các xe không có hơi rượu bên trong được cho đi luôn, lại còn được tặng thêm một dây đeo chìa khóa nữa. Nếu máy phát hiện thấy hơi rượu trong xe thì nhóm cảnh sát thứ nhì sẽ yêu cầu đưa xe vào lề đường. Trong chiếc xe này là nơi có những thiết bị lớn hơn, đo chính xác nồng độ cồn trong hơi thở. Và nếu cần, thì có thể lấy mẫu máu phân tích ngay lập tức. Trong trường hợp cụ thể này, lái xe có uống chút rượu, nhưng nồng độ cồn ở mức suýt soát ngưỡng bị phạt. Lái xe sẽ bị phạt khi nồng độ cồn cao hơn 0,22mg. Anh này có nồng độ cồn 0,21, do vậy không vi phạm luật. Chúng tôi cảm ơn và cho anh ta đi. Nếu nồng độ cồn trong hơi thở quá mức cho phép, lái xe sẽ bị tạm giữ bằng lái trong 3 tiếng hay 6 tiếng. Quá nữa thì bị giam xe hoặc bị tịch thu bằng lái. Thì ngoài ra tất nhiên là tiền phạt. Cảnh sát chỉ lập biên bản chứ không nhận tiền phạt. Nếu sau 45 ngày người vi phạm không nộp phạt thì lúc đó sẽ là việc của tòa án. Càng uống nhiều thì tiền phạt càng cao. Mức phạt là từ khoảng 100 đến 1.260 euro. Cảnh sát Bỉ khuyên mọi người nếu định đi chơi đêm, uống bia, uống rượu bên ngoài thì nên là nhiều người đi chung một xe. Cả nhóm chỉ định trước một người hôm đó không uống bia rượu và sẽ lái xe đưa mọi người về nhà sau cuộc vui. Hay làm như thế thì không còn ngại gì cảnh sát kiểm tra nữa. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ.